Bản tin của Bộ Y tế tối 26 tháng 8 cho biết, tính từ 18 giờ ngày 25 tháng 8 đến 18 giờ ngày 26 tháng 8, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 11.575 ca nhiễm mới, 18.567 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày 26 tháng 8. Ngày 26 tháng 8, tiểu ban điều trị của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 thông báo trên hệ thống thông tin thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19 ghi nhận 318 ca tử vong tại 14 tỉnh thành phố, nâng tổng số bệnh nhân COVID-19 tử vong tại Việt Nam lên 9.667 ca. Thông tin về 11.575 ca nhiễm COVID-19 mới được công bố trong ngày 26 tháng 8 như sau. 6 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh, 11.569 ca ghi nhận trong nước, trong đó có 5.603 ca trong cộng đồng, gồm Bình Dương 4.868 ca, Thành phố Hồ Chí Minh 3.934 ca, Đồng Nai 743 ca, Long An 449 ca, Tiền Giang 354 ca, Đà Nẵng 144 ca, An Giang 131 ca, Khánh Hòa 131 ca, Đồng Tháp 116 ca, Kiên Giang 112 ca, Cần Thơ 72 ca, Bến Tre 55 ca, Hà Nội 50 ca, Bình Thuận 48 ca, Bà Rịa Vũng Tàu 44 ca, Nghệ An 43 ca, Tây Ninh 42 ca, Thừa Thiên Huế 24 ca, Phú Yên 24 ca, Quảng Bình 23 ca, Trà Vinh 20 ca, Bình Định 15 ca, Bình Phước 13 ca, Vĩnh Long 12 ca, Sơn La 10 ca, Đắk Lắk 10 ca, Hà Tĩnh 9 ca, Thanh Hóa 9 ca, Sóc Trăng 9 ca, Gia Lai 8 ca, Đắk Nông 8 ca, Quảng Nam 8 ca, Quảng Ngãi 7 ca, Lạng Sơn 6 ca, Ninh Thuận 5 ca, Bạc Liêu 4 ca, Quảng Trị 2 ca, Bắc Giang 2 ca, Lâm Đồng 1 ca, Hà Nam 1 ca, Hưng Yên 1 ca, Bắc Ninh 1 ca, Cà Mau 1 ca. Như vậy, trong 24 giờ qua, số ca nhiễm ghi nhận trong nước giảm 524 ca, tại Bình Dương tăng 739 ca, Thành phố Hồ Chí Minh giảm 1.360 ca, Đồng Nai tăng 125 ca, Long An giảm 11 ca, Tiền Giang tăng 35 ca. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 392.938 ca nhiễm, đứng thứ 66 trên 222 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 168 trên 222 quốc gia và vùng lãnh thổ. Bình quân cứ 1 triệu người có 3.997 ca nhiễm. Đợt dịch thứ tư từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay, số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 388.814 ca. Trong đó có 185.714 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Có 7 trên 62 tỉnh thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước, gồm Quảng Ninh, Bắc Cạn, Tuyên Quang, Lai Châu, Hòa Bình, Yên Bái, Hà Giang. Có 5 tỉnh thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua, gồm Kon Tum, Thái Bình, Hải Phòng, Điện Biên, Phú Thọ. 5 tỉnh thành phố ghi nhận số ca mắc cao là Thành phố Hồ Chí Minh 194.100 ca, Bình Dương 86.050 ca, Đồng Nai 20.471 ca, Long An 19.495 ca, Tiền Giang 8.509 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi là 188.488 ca. Thở oxy qua mặt nạ 3.223 ca. Thở oxy dòng cao HFNC 1.082 ca. Thở máy không xâm lấn 85 ca. Thở máy xâm lấn 765 ca. Số bệnh nhân nguy kịch đang điều trị ECMO 29 ca. Ngày 26 tháng 8, tiểu ban điều trị của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 thông báo trên hệ thống thông tin thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19 ghi nhận 318 ca tử vong tại 14 tỉnh thành phố, gồm Thành phố Hồ Chí Minh 242 ca, Bình Dương 46 ca, Tiền Giang 9 ca, Đồng Tháp 3 ca, Khánh Hòa 3 ca, Long An 3 ca, Vĩnh Long 3 ca, Bình Thuận 2 ca, Sóc Trăng 2 ca, Hà Nội 1 ca, Bến Tre 1 ca, Kiên Giang 1 ca, Thừa Thiên Huế 1 ca, Trà Vinh 1 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 9.667 ca, chiếm tỷ lệ 2,5% so với tổng số ca mắc và cao hơn 0,4% so với tỷ lệ tử vong do COVID-19 trên thế giới là 2,1%. Số lượng xét nghiệm từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay đã thực hiện là 10.836.663 mẫu cho 29.983.657 lượt người.
tổng số liều vaccine đã được tiêm là 18.522.203 liều. Trong đó, tiêm một mũi là 16.382.658 liều. Tiêm mũi 2 là 2.139.545 liều. Báo Thanh Niên sẽ tiếp tục cập nhật tình hình dịch bệnh COVID-19 trong các bản tin sau.